chào cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ lại đi mót cả nhà ơi. Thì hôm nay ông xã nói à, em ơi, ra thu hết cà chua vô đi. Cho ngày, có nghĩa là một tuần tới là vừa mưa vừa lạnh và chuẩn bị đông đá. Nên là anh kêu ra được bao nhiêu thì em cắt hết cho anh. Rồi giờ để trong nhà, trong giấy báo cho nó chín từ từ rồi có gì ăn sau. Chứ không là coi như là cái cây cà chua mình sẽ nứt và hư hết. Mình nghe vậy mình tiếc quá. Nên là hôm nay mình ra mình mót hết cà chua luôn cả nhà ơi. Mình bỏ một cái mẹ đằng kia sẵn rồi, rồi hai cái này nữa mà không biết là có đầy hay không thôi. Rồi bây giờ đi ra mót cùng Nhung Hà nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, thì còn được có mấy quả cà chua thì đành phải hái vô thôi, tàn cây hư hết trơn luôn rồi. Bên đây nữa nè, trời ơi bên đây có một quả, hai quả, ba quả, trời ơi siêu to luôn. Đây là cà chua khổng lồ cả nhà đó, nó còn nói chung là nó bự hơn cái bàn tay của mình đó cả nhà. Đó trái này ngon chưa, wow, để đo với cái mặt Nhung Hà xem. Đây cả nhà, bự không? Cà chua đây, cà chua của Nhung Hà nó bự vậy đó cả nhà. Được có một cây thôi cả nhà ơi. Thì năm ngoái bác Gia Ri cho mình cái hạt giống này nè, cái mình ươm lên á, mình tặng bác hàng xóm một cây, chị Jen một cây, mình một cây. Rồi bác hàng xóm là quả bự nhất luôn cả nhà. Bữa hôm mình lên mình quay cho cả nhà xem rồi đó, nó bự thiệt là bự luôn ha. Quả bên đây cũng không kém luôn cả nhà. Đây, trời ơi hai quả. Hai quả cà chua chịu nổi không? Bự hết cả nhà ha. Đó thì hôm nay mình sẽ hái nè. Đó thì không ấy, không hái thì nó cũng hư. Nên là mình hái vừa xanh luôn, đặng mình để trong nhà nó chín từ từ rồi nha. Để lấy cái rổ. Được 5 quả bự nè, ngon chưa? Cái cây này mình nghĩ khoảng chừng 7 tới 8 quả bự giống như vậy thôi. Bữa hôm mình thu được mấy quả rồi. Còn mấy quả ở đây, quả này lát nữa mình lấy cái hạt giống lại sang năm mình gieo. Đó. Rồi còn mấy cái này nó non quá hả, chả lẽ hái luôn, nó uổng dữ ha. Bây giờ mà nhưng mà không hái thì lại này là cà chua thịt bò cả nhà ơi, cà chua bíp. Còn đây là cà chua Roma này, giống này là em út của chị Biên Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng cho mình đó. Cây em út mà bây giờ hả nó cũng trái không thua kém mà đàn chị đâu cả nhà. Đó hái luôn, hái hết rồi cả nhà ơi. Đó. Quả này hái vô để trong nhà luôn. Đó, wow, bên đây có một quả nó rất là chín ngon chứ cả nhà. Wow, wow, chín trên cây như vậy là tuyệt vời luôn á. Trong đây có quả nữa nè. Ok, xanh nè. Ý, có một quả khổng lồ để hái luôn. Wow, có mấy quả đây nè. Tội quá, nó chưa kịp chín cả nhà. Uổng quá. Quá được cả đống luôn nè cả nhà ơi. Đó. Ngon chưa? Ông xã ra. Pick some. Pick some. The big one over here. kêu anh hái đi, anh hái anh bỏ vào miệng cả nhà ơi. Con trai kìa, anh kêu là đi chở con trai xuống lấy This is it. Anh nói là chỉ vậy thôi em ơi, hái vô hết đi. Con đi xuống dưới trường lấy đồ kìa. Chào cả nhà đi, nhanh lên. Hai cái gì? Nói con chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cả nhà. Con chào cả nhà. Ok. Ok. Ông xã kêu là maybe you can look at some recipes for some green fried. À, anh kêu là chiên giòn cà chua xanh ngon lắm, nhưng mà mình nghe nói cà chua xanh độc nên mình cũng không muốn nấu nó. Anh nói quả cà chua phân bì quá mà. Yeah, anh nói bí ơi nó đau bồ lô ở lúc đít muộn. Yeah, these things are, they're done. Yep. Ông xã bad year. Honey, be careful my rabbit down below. Nói anh ơi đừng có dẫm cái cây. Yeah. Anh nói hai quả cà chua này đẹp này. Okay. The ones that were protected in there are better. Yeah, that's why this is a good spot for tomato. Yeah.
Chỗ này là nói chung là cái chỗ mà lý tưởng nhất để trồng cà chua ở nhà ơi, tại vì nó gần ở trong cái có cái mái nhà che, nó cũng che bớt mưa ha, rồi che bớt lạnh ha, rồi nó chỗ này là nắng nhiều nhất luôn, nên là mình không muốn trồng cà chua chỗ khác cả nhà. Mình trồng hai cái cây cà chua lớn kia ở ngoài vườn của mình á, cái nó đen xì lì, nó hứa trơn, còn cái mé ở đây mình thu hoạch được rất là nhiều luôn, là mình vẫn thích trồng cà chua ở chỗ này. Được một chùm cà chua mấy đây nữa cả nhà ơi. Đó. Đó, cả chùm luôn này. Wow. Ok. Mình nghĩ để nguyên chùm vậy chắc nó chín ngon đó, ha. Chắc đây nữa này. Đây, đây là thu cà chua xanh. Hết mùa rồi cả nhà ơi. Buồn rười rượi luôn. Nhưng mà không có mùa. Mùa đông cũng có cái thú vị của mùa đông, có tuyết có đồ dễ thôi nha. Có lạnh xíu nhưng mà lãng mạn. Có mùa này mùa kia thay đổi cho vui. Quả này hư mà. Ôi cái này chùm cái này ngon quá. Wow, cái chùm này đã chứ cả nhà. Trong đây nguyên chùm luôn à. Úp rớt rớt. Đây đã chưa cả nhà. Ôi ơi bên đây có chùm nè. Ôi cắt thôi cắt thôi. Nhớ ngày nào nó mới mọc, nay giờ tàn hết rồi. Wow, nhà xem nè. Cái trái này bị hư rồi nè. Nó phải dục ra được mấy quả này nè. Đó, vẫn còn ngon. Cái cây nó đen thui thành đèn. Chùm này là nó núp lùm mấy thằng trong á, nên là ngon chưa. Wow. Một mớ cà chua đen hái luôn, buồn rười rượi nhưng mà phải hái thôi, không hái nó còn hư nữa, nó núp ra hết à. Mưa xuống cái là nó núp liền, mưa xuống và lạnh là núp liền. Đó. Hái xong rồi hỏi chị Jen có thu cả cái táo chưa. Lên gù chị Jen thu táo. Quả này nó chín mùi quá rồi. À, ơi, cái cây này mình có để giống lại được cả nhà ơi, sang năm mình trồng nữa. Mà sang năm mình sẽ trồng mà mình treo lên xem nó có đẹp không. Ôi, cây nó hư hết trơn. Máu khớt cà chua đen luôn. Giống là chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng cho mình cả nhà ơi. Bây giờ cuối mùa rồi. Tội nghiệp quá đi. Cây nó cũng héo luôn. Wow. Móc hết, móc hết. Wow. Nguyên cái chùm này nó cũng này. Ngon dễ sợ luôn. Ôi da, vậy đó. Cho một tuần sau này nó đi toi hết luôn. Wow. Đây nữa nè. Chùm chùm ngon chưa? Wow. Cà chua này là cà chua lê này, cà chua mà sân gô là cà chua mặt trời hết à. Wow. 11 chùm luôn, quá đã. Đó, cuối mùa mà cũng có mấy cái mà quả chín vậy cũng ok, mừng rồi cả nhà ơi. Đó, trồng đây nguyên chùm luôn. Để thôi, tỉa bớt lá rồi cho dễ thấy cái trái cả nhà ơi. Đó. Trời ơi, đây nguyên một chùm này. Wow, wow, trời ơi, đã chưa? Hư quá. Ồ, đây nguyên chùm luôn. Ồ, hái cả cái ấy đi xong thấy cái trái nó dễ ghê luôn á. Wow,
nguyên một mẹt luôn, đủ màu sắc tuyệt đẹp luôn. Hôm nay có màu xanh khác biệt nhất mọi ngày cả nhà ơi. Mọi ngày chỉ có màu chính thôi, hôm nay là chỉ có màu xanh nữa. Cuối mùa thì đặc biệt chút xíu. Này nguyên chùm luôn, hái nguyên chùm. Thôi. Wow, trời. Đây nguyên chùm vàng này mong chưa. Wow. Đó quá. Wow. Đẹp chưa? Em núp lùm nguyên chùm đẹp quá. Đây, wow. Chùm trong đây nữa nè. Ôi trong đây có mấy con, mấy trái nguyên chùm này nữa nè. Oh yeah. Cà chua lê cả nhà ơi. Đó, thì nói chung thì ăn cái này nó cũng ngọt nhưng mà nó không bằng cái loại cà chua mà Sango, cà chua Sango nó ngon hơn. Cái loại này nó hơi bùi bùi cả nhà ơi. Còn cây cuối cùng đây cả nhà ơi. Cái cây cà chua này là mình không có trồng, mình cũng không có gieo luôn. Tự nó mọc quá cả nhà ơi. Nó mọc trong mấy cái cây ở ngoài vườn mình á. Mình thấy nó lên cao thì cao luôn. Mình không để ý tại vì nó nằm trong góc, cái mình thấy nó cao quá. Cái mình nói là giờ nó cao vậy mà mình nhổ mình bỏ mình tiếc. Cái mình bon chen trong cái góc này. Vậy mà hôm nay mình có trái để hái cả nhà ơi. Thích quá. Trời ơi, cảm ơn em nha. Tính bỏ em rồi mà ai về. Hôm nay em cho chị được mấy quả nè. Rồi vậy thôi, được mấy quả vậy thôi. Đây cả nhà ơi, mót nãy giờ là được 2 mẹt cà chua. Cà chua khổng lồ nè. Đó, 1 mẹt ha. Bên đây cà chua đủ màu sắc cà chua bi nè, 1 mẹt nữa nè, đẹp không? Wow, không thiếu gì màu sắc luôn. Trời ơi, thấy ham quá cả nhà ơi. Em mà không biết là có bưng nổi không. Mẹt bên đây nó hơi nhiều nè. Đó, trời ơi, xanh đỏ, tím vàng đủ kiểu hết. Bên đây thêm mẹt đây nè. Rồi, như vậy là cà chua của Nhung Hà cuối mùa vậy là hết rồi đó cả nhà. Đó. Đây. Ê, có ông xã bưng phụ một mẹt nó đỡ. Ông xã đưa nhóc đi rồi. Đó, mót được 2 mẹt cuối mùa. Thôi bỏ xuống, mẹt nặng quá. Úi da, úi da. Ăn mấy trái cà chua rồi nhà ơi. Ăn cuối mùa kệ, ít bữa nó không có để ăn. Đây. Cái mẹt này nè, đẹp quá. Mẹt này cuối mùa đẹp quá. Hôm nay xanh đủ các màu luôn. Đây, bưng vậy ăn cho. Rồi, bây giờ ăn. Mình nghĩ thử quả cà chua màu xanh. Mỗi thứ quả, thử một quả màu xanh coi như thế nào. Mà nghe nói màu xanh ăn độc lắm, biết sao không? Ăn quả hơi già chút đi. Đây. Nó giòn giòn á nhở. Hơi chua chua. Ăn cái hột. Cái hột không ngon. Ăn cái da ngon hơn. Ăn thử cà chua Sango màu hơi xanh xanh coi. Coi nó có ngon hơn cà chín không? Vừa chua vừa đắng nữa. Còn cái cà chua màu đen này xanh là nó siêu dở, không có thử đâu. À bữa hôm thử rồi, nó không có mùi vị gì hết. Chỉ khi nào nó chín mới ngon thôi. Đây là cái cà chua lê lúc nó chín đẹp ha. Mọi cái quá. Ý, vậy bớt hơn nè nhà ơi. Nó là cà chua hùm hùm của cà chua ngọt cả 1 triệu. Ủa à, giòn giòn chua chua rất là ngon rồi nhở. Phải nói luôn á, cà chua lại đỏ đỏ này rất là ngon. Quá là ngọt. Cuối mùa nó là ngọt nhất luôn rồi nhở. Này nó mềm mềm. Bên trong nó cũng màu vàng luôn.
mềm mềm, mềm mềm, ngọt ngọt, nhưng mà không có ngọt, không ngọt bằng ngọt cà chua 1 triệu rồi nhỏ. Chua 100, 1 triệu gì bố mình mua quên rồi. Cà chua này đúng là triệu ngọt đấy chứ. Chua ngon. Rồi ăn nước rồi. Mềm không ngon lắm. Cà chua đen chín nè. Cà chua đen là nhiều vitamin nhất đó cả nhà. Họ bán mắc nhất luôn á. Ở chợ họ bán hộp nhỏ xíu 5 đô có mấy trái à. Mùi rất là thơm mà rất là ngọt. Giòn nhiều nước. Nhưng mà ăn chín nhà nhà đừng ăn sống. Ăn sống cái mùi dở lắm. Dở hơn cả cà chua chứ xanh nữa. Thôi ăn mấy trái đặng dọn vườn. Tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà với nha cả nhà. Đừng quên bấm cái chuông để nhận video mới nhất của Nhung Hà nha. Bye bye, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ.